Dạ, Hiếu Phan Vlog xin mến chào tất cả vị khán giả Chào mừng quý vị đến với bản tin trên kênh của Hiếu Nội dung trong video này thì Hiếu lại tiếp tục cập nhật thông tin có liên quan đến luật sư Đặng Đình Mạnh Một trong ba luật sư mà quý vị khán giả quan tâm trong suốt mấy ngày vừa qua Về cái thông tin là ba luật sư đã đặt chân đến Hoa Kỳ Thì trước khi vào nội dung chi tiết Hiếu gửi lại chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình Luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ à như mới đây thì vị khán giả cũng đã biết là bên phía cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cũng có trả lời cho giới báo chí cũng như là truyền thông biết về cái sự việc mà ba luật sư của thiện an bảo trụ đã đặt chân đến mỹ hay chưa thì ở đây bên phía cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cũng cho biết là họ chưa có đầy đủ căn cứ cơ sở để chứng minh là ba vị luật sư này đã đến hoa kỳ hay chưa thì đây còn là một cái sự việc mà họ nói là chưa có rõ ràng thật sự chính xác nhưng theo hình ảnh mà mà Hiếu đã chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả được biết đó thì những cái hình ảnh đó cũng đầy đủ cơ sở chứng cứ chứng minh là ba luật sư này đã ở nước ngoài thưa vị và mới đây nhất thì trên trang Facebook cá nhân của luật sư Đặng Đình Mạnh thì anh cũng có chia sẻ một cái bài viết kèm theo đó là những hình ảnh của anh chụp với bạn bè của anh tại nước Mỹ nha và với một cái bài viết cũng nói rất là hay thì uh, hiếu cũng xin chia sẻ cái bài viết của luật sư mạnh uh, để cho vị khán giả nhận định là có đồng tình đồng ý với cái quan điểm của luật sư đặng đình mạnh hay không thì vị khán giả cũng để lại bình luận nhận xét nhé và hiếu cũng kèm theo vài cái bức ảnh ở đó thì có bức ảnh là được cho rằng có một cái người đàn ông đang ở Campuchia đó trà trộn vào phái đoàn nhà sư gì đó được cho là luật sư Đặng Đình Mạnh thưa vị nhưng mà Hiếu nhìn thấy thì không có giống cho lắm luật sư Đặng Đình Mạnh nói như thế này ừ thì truy tìm trong buổi họp báo ngày 27 tháng 6 năm 2023 trả lời truyền thông trong nước về thông tin ba luật sư đang bị truy tìm trong toàn quốc đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ nhiều ngày trước theo đó người đại diện công an tỉnh long an hoàn toàn bác bỏ và cho rằng đấy chỉ là những thông tin vô căn cứ trên mạng xã hội đồng thời những hình ảnh kèm theo thông tin ấy đã cắt ghép từ những hình ảnh cũ mà thôi bình luận trước quan điểm trình bày trên của công an tỉnh long an luật sư đặng đình mạnh đối tượng đối tượng đây là luật sư mạnh viết ở trong cái bài viết này nha thưa vị khán giả đang bị truy tìm cho biết trong suốt quá trình dài làm việc với công an tỉnh Long An cho đến nay lần đầu tiên ông hoàn toàn nhất trí đồng tình với cách đánh giá sự việc của công an Long An rằng không thể căn cứ vào những thông tin trên mạng xã hội để làm cơ sở xác định kết luận sự việc không chỉ biểu lộ sự đồng tình và hoan nghênh ông mạnh còn kiến nghị công an tỉnh Long An đình chỉ điều tra theo tin báo tội phạm của Bộ Công an vì lẽ toàn bộ cơ sở để Bộ Công an giao cho công an tỉnh Long An điều tra các luật sư theo tội danh điều 331 Bộ luật hình sự cũng đều thu thập từ những trang mạng xã hội rất có thể chúng là bài viết, clip hình ảnh đã bị cắt ghép tương tự như việc cắt ghép hình ảnh các luật sư đến Hoa Kỳ. Kiến nghị này theo ông bảo đảm sự đánh giá sự việc một cách nhất quán không theo tiêu chuẩn kép rằng để bảo vệ quan điểm của mình thì bác bỏ thông tin trên mạng xã hội để kết tội một công dân thì lại căn cứ mạng xã hội không chỉ thế ông còn cho rằng chúng phù hợp với các nguyên tắc tố tụng hình sự về suy đoán vô tội và có lợi cho những người bị điều tra hình sự ở đây thì luật sư Mạnh cũng có nói đó, bên phía cơ quan công an điều tra đó, họ bảo vệ cái quan điểm của họ thì họ lại cho rằng những cái hình ảnh ở trên mạng xã hội đó là những cái hình ảnh được cắt ghép thì họ nói rằng không có đủ cơ sở chứng cứ để chứng minh một điều là các luật sư đã ở Hoa Kỳ ở thưa vị khán giả. Nhưng mà chiều ngược lại khi mà họ kết tội cho thân chủ của luật sư chẳng hạn như Thiền Am hay là luật sư thì họ vẫn lấy những cái hình ảnh, những cái thông tin, những cái lời nói cũng bị cắt ghép ở trên mạng xã hội đó để mà gán ghép buộc tội cho Thiền Am hay là buộc tội cho các luật sư ở đây theo điều 331 thì đây quả thật là một cái điều rất là bất công đó. cho nên là bên phía luật sư mạnh không có đồng tình cái này nhưng mà lại đồng tình cái khác ở chỗ là bên phía cơ quan công an lại chấn an dư luận là những cái hình ảnh đó là chưa có đầy đủ cơ sở đó là những cái hình ảnh cắt ghép mà được cho là các luật sư của Thiền Am đã có mặt ở Hoa Kỳ thưa quý vị, đó quý vị thấy là nó có cái mâu thuẫn ở đây hay không thưa quý vị khán giả ở khúc sau thì luật sư mạnh cũng có chia sẻ một hai cái hình ảnh mà trong hai cái hình ảnh này thì cư dân mạng lại cho rằng đây là hình ảnh của luật sư đặng đình mạnh anh đang có mặt ở campuchia thưa quý vị khán giả tức là campuchia đó nha đó, và cũng cho rằng đây là hình ảnh của luật sư mạnh trà trộn vào phái đoàn của tăng ni Phật giáo thưa vị ở Campuchia thì hiếu cũng xin đọc cái đoạn cuối cùng này để cho vị khán giả nhận định như sau luật sư mạnh nói trong một diễn biến có thể có liên quan nhiều người Khmer gốc Việt tại Khao An Trá ở -er, một địa phương vùng biên thuộc Campuchia giáp ganh tỉnh Long An Việt Nam đã phát hiện một người đàn ông tóc bạc trạc ngoài 60 tuổi đeo kính gọng màu đỏ áo khoác đen thái độ khả nghi ngoại hình trông rất giống đối tượng đặng đình mạnh đang bị công an tỉnh long an truy tìm đã trà trộn vào nhóm nhà sư không gõ có thuộc giáo hội phật giáo việt nam hay không họ đã nhanh chóng trình báo sự việc kèm hình ảnh đã chụp cơ quan chức năng đang nỗ lực phối hợp với chính quyền campuchia để kiểm chứng thông tin trên thì hiếu cũng có để cái hình ảnh của luật sư Đặng Đình Mạnh ở trên cái video clip. Quý vị khán giả soi xem là đây có phải là luật sư Đặng Đình Mạnh hay không nha thưa quý vị khán giả. Sao Hiếu thấy ông này vừa mập vừa lùng, không có phong độ như là luật sư Đặng Đình Mạnh ở đây. Thì họ nói cái ông này là ngoài 60 tuổi rồi thưa quý vị khán giả, mặc áo khoác đen rồi đeo kính gọng màu đỏ nè thì cư dân mạng lại là khả nghi ở đây và trình báo lên phía cơ quan chức năng. thì bên phía cơ quan chức năng hiện tại đây họ cũng đang nỗ lực phối hợp với bên phía chính quyền Campuchia để kiểm chứng lại cái thông tin trên cũng như là xem lại cái hình ảnh này có phải là luật sư đặng đình mạnh ở đây hay không. nhưng mà mới đây nhất thì hiếu cũng có uh, bắt gặp được một vài cái hình ảnh mà luật sư đặng đình mạnh đã chụp chung với một gia đình của người bạn ở tại tiểu bang sido nước mỹ À, khi mà anh được à, người bạn chia sẻ ở trên trang Facebook, thì luật sư mạnh cũng chia sẻ lại ở trên trang Facebook của anh ấy những cái tấm hình ảnh này chụp chung với những người bạn của anh ấy ở tại bang Sí đồ, Washington vào ngày 25 tháng 6 năm 2023 thưa quý vị khán giả thì cũng mới đây thôi thưa quý vị nội dung thông tin hôm nay thì hiểu muốn chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả được biết về cái sự lên tiếng của luật sư Đặng Đình Mạnh và quan ngân bên phía cơ quan chức năng tỉnh Long An khi mà họ không đồng tình với những cái hình ảnh cắt ghép đưa lên trên mạng xã hội để bảo vệ về cái quan điểm của họ thì họ cho rằng đó là những cái hình ảnh cắt ghép và cũng không tin là bên phía luật sư đã đặt chân đến Mỹ thưa quý vị thì họ còn đang xem xét và sau đó cụ thể như thế nào thì họ sẽ trả lời cho báo chí được biết trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì họ cũng chưa có cái câu trả lời nào thật sự chính xác ở đây cả. Và chỉ cho rằng đó là những cái hình ảnh cắt ghép mà thôi. Nhưng ở chiều ngược lại thì luật sư Mạnh cũng không có đồng quan điểm với họ là về cái việc là À, tại sao uh, lấy những cái hình ảnh, lời nói, video vân vân có liên quan đến thiền am hay là luật sư à, ở trên mạng xã hội thì họ cũng cắt ghép như vậy thì bên phía cơ quan công an lại tin đó là thật và cáo buộc họ vào cái điều khoản ba một nó thật sự nó có một cái mâu thuẫn ở đây đúng không ạ à? thì vị khán giả nhận định như thế nào cho cái sự việc này có mong là vị khán giả cũng để lại bình luận nhận xét một like một đăng ký kênh ủng hộ cho Hiếu nhé Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ à. còn bây giờ video khá dài sẽ Hiếu xin được tạm dừng ở đây một lần nữa kính chúc tất cả vị khán giả trên kênh của Hiếu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc hôm nay thì Hiếu bị cảm thư thưa vị cho nên là cái tiếng nói của mình nó không có được khỏe có mong là việc khán giả thông cảm cho hiếu nhé hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều bây giờ xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất ạ à.